Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn Vũ Audio. Và ngày hôm nay thì cuối cùng mình đã có cơ hội trên tay chiếc loa âm thanh 360 đến từ nhà Tribeats. Chiếc loa này thì sẽ có tên gọi đầy đủ là Tribeats Stonebox Pro. Các bạn thấy luôn này, mặt trước chúng ta sẽ có một chiếc loa có hình dáng rất là kỳ phải không? Nó giống như là một cái kiểu bình nước vậy. Các bạn sẽ có một cái phần quai để xách. Về phần cách thức đóng hộp thì chúng ta cũng có một cái phần vỏ hộp này được làm bằng bìa cứng và kiểu rất là chắc chắn luôn. Mình cầm trên tay nó cảm giác nó kiểu rất là nặng. Và không lò vòng nữa, bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp ra luôn nhá. Và khi mở hộp ra thì chúng ta sẽ có gì? Khi lột bỏ đi toàn bộ cái phần vỏ bên ngoài thì chúng ta sẽ có một cái phần loa được đặt ở phần đệm trên và dưới này để chống sốc, tại vì cái loa này sẽ có một cái trọng lượng nó kiểu khá là nặng nhá. Và đây mình sẽ tháo ra, chúng ta sẽ có một chiếc loa bọc trong một cái phần gọi là tờ giấy như này, mình sẽ lột ra. Và đây là chiếc loa Tribeats Stonebox Pro, một chiếc loa âm thanh 360, và chúng ta sẽ có một cái phần kích thước thiết kế nó kiểu khá lạ mắt phải không? Và có thể nói rằng cái thứ mình cảm nhận gọi là ấn tượng đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái phần lớp vải bọc bên ngoài, nó rất là cao cấp luôn. Mình thề mình không hề nó điêu đâu các bạn, cầm thử trực tiếp ấy, cầm nó rất là thích tay. Và đâu đấy thì mình sờ vào cái này, mình lại cảm giác kiểu như là lại liên tưởng tới cảm giác mình sờ trên những cái chiếc loa là HomePod vậy. Còn lại về những phần phụ kiện nhá, tạm thời để chiếc loa này sang bên thì phụ kiện đây. Chúng ta sẽ có tất cả phụ kiện đặt dưới này là sẽ có một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này, được viết bằng là tiếng Anh đấy, rất là dễ dàng đọc luôn. Và một cái name cap, một cái mã có thể các bạn có thể quét được cái mã QR code đến thẳng cái website của Tribeats Audio. Cái tờ phiếu này thì nó sẽ kiêm luôn là tờ phiếu bảo hành nhá. Và phụ kiện cuối cùng là chúng ta sẽ có một sợi cáp sạc USB Type A sang USB Type C, và sẽ có một cái độ dài, mình sẽ tháo ra này. Độ dài của nó thì mình nghĩ rằng là nếu mà loa ấy thì nó sẽ có độ dài càng tốt. Và cái kích cỡ này thì mình thấy ok chứ. Và rồi, quay trở lại với chiếc Tribeats Stonebox Pro này thì chúng ta sẽ có gì? Các bạn thấy luôn là về phần thiết kế như mình nói rồi, sẽ có một cái phần ngoại hình được làm nó kiểu khá là trau chuốt. Sẽ có một phần quai này được làm bằng cao su và sẽ có cái logo Tribeats hai bên như này. Và ngoài ra phần quai này thì chúng ta sẽ có một vài cái đường gợn đấy, nhám nhám, sẽ tạo cho mình một cảm giác cầm nó chắc chắn hơn rất là nhiều. Mặt trên mặt dưới thì chúng ta sẽ được trang bị vật liệu là bằng cao su nhá. Đầu tiên là mặt dưới này sẽ có một phần đế cao su rất là chắc chắn luôn, và mình sẽ soi kỹ cho bạn xem. Cái phần đế cao su này mình có thể bấm móng tay vào, nó còn lún nữa cơ. Và mình nghĩ rằng nếu như các bạn đặt ở trên một cái bề mặt kính hay là một bề mặt trơn trượt nào chẳng hạn, thì chiếc loa này mình nghĩ rằng nó vẫn có thể tự tin đứng vững. Còn lại ở phía mặt trên của loa, chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả những phím bấm, ví dụ như là đây, phím bấm tạm dừng phát nhạc, phím tăng âm lượng, phím giảm lượng, phím kích hoạt chế độ là pairing, kích hoạt chế độ là expat, nó sẽ tăng cường cái phần giải bass. Chúng ta sẽ có một cái chất âm nó kiểu sôi động hơn khi các bạn nghe những cái bản nhạc, ví dụ như là EDM hay là một vài cái thể loại nhạc trẻ, hay là một vài thể loại nhạc trẻ khác. Và đây chúng ta sẽ có một cái phím bấm nguồn và mình sẽ bật lên nhá. Bấm giữ. Đấy, các bạn thấy luôn, sẽ có những cái phần đèn LED sáng như này, mình sẽ che như này, các bạn thấy luôn, độ sáng nó rất ok chứ. Và đây bên cạnh này chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5 cái phần đèn LED thông báo để các bạn có thể biết được cái dung lượng pin ở trên chiếc loa này. Đấy, nói chung là về cái phần phím điều khiển này thì mình bấm vào ấy, nó kiểu không phải dùng lực quá mạnh hoặc là kiểu quá nhẹ, nó sẽ đủ để tạo cho mình một cảm giác rất là thoải mái. Còn lại về những phần khác thì phía mặt sau này, đây chúng ta sẽ có một cái phần cổng nhá. Thì các bạn thấy luôn là sẽ có một cái phần cổng cao su này. Cổng cao su này là được đóng một cái phần gioăng xung quanh rất là chắc chắn luôn. Sau này sẽ có một cái gọi là một cổng sạc input là Type-C như này, 5V 2A. Và bên cạnh này thì chúng ta sẽ có thêm một cái phần cổng sạc USB Type-A nữa, để các bạn có thể cắm một cái phần dây sạc ngoài và các bạn có thể sạc cho điện thoại chúng ta. Còn lại về những phần công nghệ thì đây, mình sẽ lấy ra cái phần vỏ hộp, các bạn thấy luôn là chúng ta sẽ có tất cả đầy đủ những cái phần công nghệ, những tính năng nổi bật nhất ở trên chiếc loa này. Đầu tiên là chúng ta sẽ có một khả năng chống nước là IP67. Chính vì vậy nên là lúc nãy thì mình đã nói rồi, mặt sau này thì chúng ta sẽ có một cái phần nắp đậy cao su hai lớp như thế này. Còn lại về phần khác thì đây, chúng ta sẽ có một cái chuẩn kết nối không dây, đấy là Bluetooth version 5.0. Và các bạn thấy luôn này, chúng ta sẽ được hỗ trợ một codec rất là cao cấp là Qualcomm aptX. Tiếp theo là chúng ta sẽ có một cái thời lượng pin rất là dài, và cụ thể thì theo như mình tìm hiểu nó sẽ là 24 giờ phát nhạc liên tục trong một lần sạc đầy. Và ngoài ra thì cái thứ mà mình quan tâm nhất đấy là chúng ta sẽ có một cái khả năng là phát nhạc âm thanh 360, và cũng như là chúng ta sẽ có thêm một tính năng rất là hay, các bạn thấy luôn là chúng ta sẽ có một cái dòng chữ là expat này, và khi các bạn tắt như này thì chúng ta sẽ có một cái chế độ nghe là ở mức bình thường thôi, nhưng mà khi các bạn là bật cái nút expat này nhá, đây thì chúng ta sẽ có một cái chất bass nó kiểu rất là sôi động, nó sẽ nhấn mạnh cực kỳ nhiều vào cái phần giả bass. Nó cũng giống như là tính năng là extra bass ở trên những chiếc loa đến từ nhà Sony vậy. Và để nói về phần âm thanh thì bây giờ mình sẽ kết nối chiếc loa này với chiếc điện thoại của mình, và các bạn sẽ cùng mình nghe qua một vài bài hát mà chiếc loa này thể hiện nhé. Chẳng là gì cả, đã là gì đâu, nếu từng đậm sâu thì cũng phai màu. Tổn thương quá nên chẳng còn đau, buồn rầu thấy anh thương người sau giờ.
để may mắn tìm một người mình thương. Chưa chắc cả đời đã có được chuyện tình cảm chúng ta, đừng nên nói trước vì phía trước biết đâu mọi thứ đang ngược. Trái tim em đầy tổn thương, phụ đầy mù sương, cứ duyên gặp nhau cũng chẳng đôn đỡ để ở lại. Và vừa rồi là một video mở hộp cũng như là trên tay nhanh về chiếc loa G-Beats Stormbox Pro. Còn nếu như bạn đang quan tâm về sản phẩm này thì đừng quên là truy cập ngay vào tainghe.com.vn và mình sẽ để sẵn các bạn một đường link mua hàng ở ngay phía bên dưới phần mô tả của video nhé. Còn video của mình hôm nay tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.